Với sự giúp đỡ của Doraemon súng ống đầy túi và Seiko miệng lưỡi dẻo quẹo, Nobita đã đánh bại Deki, trở thành thủ tướng Nhật Bản. Lập tức, Nobita muốn đầu tư xây dựng thêm nhà máy sản xuất truyện tranh và bánh rán. Nhưng lấy đâu ra tiền bây giờ? Tiền thu từ thuế hàng năm chỉ vừa đủ những khoản chi thường xuyên như lương thưởng cho công chức, trợ cấp giáo dục y tế, bảo hiểm xã hội, vân vân, không đủ để đầu tư lớn như thế ngay được. Seiko bèn hiến kế cho Nobita đi vay. Chính phủ Nhật Bản nghe kế hoạch của bạn Nobita cũng thấy bùi tai, bèn chấp nhận cho phát hành một loại trái phiếu, tức là một tờ giấy ghi loang ngoang đại loại là chính phủ Nhật Bản nợ của ông 50 yên, 10 năm nữa trả lại kèm theo 5 yên tiền lãi nhé. Lập tức, các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài trong lãnh thổ Nhật Bản và người dân thường ùn ùn đi mua trái phiếu do Nobita phát hành. Tâm lý chung là thôi, đầu tư tiền vào chính phủ có Doraemon thần thông chống lưng chắc an toàn hơn đầu tư chứng khoán hay gửi ngân hàng. Vẫn chưa đủ tiền, Nobita còn vay thêm từ chính phủ các nước khác, các tổ chức tài chính quốc tế và các tổ chức phi chính phủ bên ngoài Nhật Bản. Tổng của tất cả các khoản nợ này gọi là nợ chính phủ, thành phần chủ yếu của nợ công. Nobita có Doraemon nên ta tạm tin là Nhật sẽ trả nợ đúng hạn, không phải nước nào cũng được như vậy. Từ năm 1998 đến nay, trên thế giới đã có 16 nước xù nợ, trong đó 4 nước xù tận 2 lần. Nhưng chủ nợ chính là các ngân hàng trong nước và người dân, nên việc chính phủ vỡ nợ có thể kéo theo ngân hàng phá sản, người dân khốn khó. Một khi đã vỡ nợ, vay thêm tiền càng khó hơn, nên phát triển kinh tế trở lại sẽ rất khó khăn. Do đó, câu hỏi quan trọng hơn cả không phải là nhà nước nợ bao nhiêu, mà là dùng tiền vay nợ vào việc gì để đảm bảo một ngày trả được nợ như hứa hẹn. Nếu là vay để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường, giúp phát triển kinh tế thì có lẽ không đáng lo lắm. Nhưng nếu vay để in truyện tranh và làm bánh rán rồi ngủ nướng không thèm quản lý như Nobita thì cũng đau đầu đấy. Bạn đã hiểu thêm về nợ công chưa? Ngoài nợ chính phủ, bạn có biết loại nợ công nào khác không? Hãy comment cho lớp biết nhé!